Hello, xin chào cả mọi người nhá. Chúc các bạn coi clip vui vẻ. Bình thường thì các bạn hay xem mình show clip những cái link VIP 15 cực kỳ là trâu bò như link Triệu Vân, Thần Giáo, Scarlett, Nick Quap hay là link đến từ gà 8 tuổi này, link Eric này, hay là những link trâu như anh Thành Lộc Vũ sắp lên VIP 15 chẳng hạn, hay là link Autumnly và các thứ. Nhưng hôm nay thì mình sẽ không show đến các bạn những nick VIP 15 châu bò nữa, mà chúng ta sẽ show đến một nick VIP 13. Một nick tiêu xu chỉ với VIP 13, nhưng mà thật ra là cũng sắp đến VIP 14 rồi. Bạn ấy tiêu được 3 triệu 261 nghìn đấy rồi, là còn khoảng hơn 700 ca su nữa thì bạn ấy sẽ lên tới VIP 14. Và nhưng mà hiện tại thì bạn ấy đang là VIP 13. Đây là một VIP 13 mạnh nhất Gunny chúng ta tới thời điểm hiện tại các bạn ạ. Với lực chiến là 1.075.670.598 lực chiến. Cách đây khoảng một tháng, hơn một tháng trước thì bạn ấy có đang là level 60 mạnh nhất Gunny chúng ta. Rất là trâu luôn, trâu về nhiều thứ. Hôm nay thì và sau một hôm bạn ấy hỏi mình có nên lên 60 hay không thì mình tư vấn luôn bạn ấy là lên 7, lên 70 hay không. Thì sau khi hỏi ý kiến anh em và cả mình nữa thì bạn ấy quyết định lên 70. Bởi vì sao? Bạn ấy thích build đồ, thích bắn nhau, mở level 60 thì nó bị thiệt hơn so với level 70 rất là nhiều. Level 60 thì đi solo thì gặp cả 50, mà bạn ấy gặp 50 thì kiểu như nick của bạn trâu quá, ấy, bắn nó không được cân xứng. Cho nên là bạn ấy quyết định lên là level 70. Đầu tư được khoảng từ lúc lên level 70, bắt đầu là quyết định lên 70, bạn đầu tư hơn một tháng nay thì đã đạt tới lực chiến và chỉ số như thế này. Các bạn có thể thấy trên màn hình chúng ta với công kích 19.500, nhanh nhẹn 18.600, 18.700 đi. Phòng thủ 19.700 và may mắn là 19.700. Với các dòng ma công 15.500, ma kháng 18.300, dòng máu, dòng hộ giáp và dòng sát thương ở đây rất là trâu luôn các bạn ạ. Nói về dòng chỉ số thuộc tính cấp 2 thì bạn ấy cũng rất là cao, ví dụ như phá giáp cũng lên tới 5.600. Mới có cái sát thương bạo kích thì bạn hơi yếu là do bạn ấy không biết bạn ấy lên hay là bạn ấy tháo cái gì ra rồi. Và cái tốc độ thì cũng là 722, thuộc hàng tốc độ cao cho trong gan chúng ta. Bạn ấy ép bạo kích thì chúng ta cũng có thể ép thêm bạo thương cũng được. À đâu? Giờ mới để ý nhá, bạn này thanh niên này bạo kích sát thương bạo ở thanh niên này không lên dòng sát thương bạo, kệ đi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các món đồ của bạn ấy, các chỉ số của bạn ấy mà tại sao với VIP 13 thôi mà bạn ấy lại có thể trâu như vậy được. Đấy, đầu tiên ta sẽ xem cái phong ấn nha các bạn nhở. Đầu tiên sẽ phong ấn vũ khí. Vũ khí thì bạn ấy đang phong ấn một con Kung Fu Đại Sư level 70 trùng sinh SS. Đấy. Bạn ấy phong ấn được dòng tốc độ, nhanh nhẹn, tấn công, phòng thủ và bow. Rất là xui. Bạn ấy phong ấn được tốc độ tấn công và nhanh nhẹn tương đối là đẹp, nhưng mà dòng phòng thủ và dòng pull thì hơi xấu quá. Nếu như mà bạn ấy phong ấn hên dòng pull sang dòng hộ giáp, dòng phòng thủ sang dòng sát thương thì cái nick này sẽ tăng lực chiến và tăng chỉ số lên tương đối là nhiều. Đấy, chúng ta xem luôn về cái phong ấn khiên nhá. Wow, phong ấn khiên thì bạn ấy phong ấn đẹp rồi. Thật ra là không đẹp cho lắm, nếu cái phòng thủ này chúng ta chuyển sang thành nhanh nhẹn màu cam thôi thì công nhận cái nick này bạn ấy phong ấn chưa được hoàn mỹ cho lắm, mà bạn ấy đạt được cái chỉ số lực chiến như này cực kỳ là trâu luôn. Ví dụ các bạn coi qua về nick Triệu Vân đây chẳng hạn, cái dòng phong ấn của Triệu Vân thì chắc chắn sẽ lấy dòng nhanh nhẹn, tốc độ, sát thương, công kích và hộ giáp nha các bạn nhỉ, tất cả các phong ấn luôn, xui không có hay không biết. Đây nick Scarlet cũng thế luôn, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, các bạn nhìn sang góc bên phải nha các bạn nhỉ, đây là chỗ này này. Đấy, cả cái thần giáo cũng vậy luôn, những hàng top đầu các bạn ấy đều lấy những cái chỉ số như vậy đó. Thanh niên này thì hiện tại chưa may mắn thôi, nhưng mà nếu mà sau này bạn ấy phong ấn lại được một cái dòng chỉ số đẹp thì không đùa mới như này được đâu. Đó là cái phong ấn. Chúng ta xem về ma thạch đi. Ma thạch thì bạn ấy cũng sở hữu được 6 cái ma thạch truyền thuyết với chỉ số ngon, công kích nhanh nhẹn, ma công, ma kháng, công kích nhanh nhẹn, may mắn, ma công. Ưu tiên đầu tiên của bạn đấy đấy chính là công kích nhanh nhẹn, tiếp theo đến các dòng ma công và các thứ khác. Đấy, bạn vẫn để hai viên màu siêu việt này là bởi vì hai viên này nó có chỉ số 4 cái dòng mà bạn ấy thích. Đấy, bạn ấy có mấy viên dư level 9, 10 ở đây nhưng bạn không dùng bởi vì cái ma thạch này không có nhanh nhẹn này, cái này thì không có công kích, không có nhanh nhẹn luôn. Thế nên là bạn ấy ưu tiên những cái dòng chỉ số có công kích và nhanh nhẹn đầu tiên nha. Châu báu thì hiện tại đang mang siêu giáp và bạn ấy dư một viên châu hai dòng.
Và chúng ta tháo luôn cái châu báu hai dòng nha, để chúng ta sẽ tham gia thử một cái loại phó bản đi. Ok, mình sẽ build bui cái nhanh nhẹn vô. Bạn chủ ác bạn ấy tên là Chiến và là trong những người mà lên đồ rất chi là cẩn thận, canh từng sự kiện lạc, lên đồ từng sự kiện tiêu xu rất là chuẩn nha các bạn ạ. Bạn ấy nghiên cứu tẩy tốc độ các thứ này, các bạn ấy thấy là tốc độ rất cao luôn, không phải cao nhất nhưng mà tương đối là cao ở gần như chúng ta rồi, hơn rất nhiều người. Chúng ta xem qua về pet đi. Pet thì hiện tại bạn ấy đang sở hữu một con hỏa khuyển, một con ngộ khỉ, một con huyền vũ và một con công phu đại sư. Con huyền vũ bạn ấy mới lấy thì bạn ấy cũng đã thức tỉnh được hai món rất là trâu rồi, rất là ngon rồi. Món đầu tiên là món giày rùa, thứ hai là cái vũ khí rùa. Bạn ấy thiếu mất cái nón nữa các bạn ạ, thiếu cái nón nữa là full. Đấy, cũng thức được giáp gai và thức được cả đoàn kết ở biệt thị rồi. Và thanh niên này thức rất là may mắn đây. Và có cái là bạn ấy chưa chơi con huyền vũ bởi vì bạn ấy chưa thức full được. Còn hiện tại thì bạn ấy vẫn có thể lắp hai cái kỹ năng thức tỉnh đấy vô để đi solo con huyền vũ luôn. Con huyền vũ thì chỉ số trâu hơn những con pet khác rất là nhiều, nhưng mà do ở đây mình không có đồ pet nên mình không lắp vào được cho các bạn được. Nếu như mà mình lắp huyền vũ thì những cái chỉ số này sẽ tăng lên các bạn nhá, chỉ số này sẽ tăng lên. Mình xem nào, trùng sinh SS thì chúng ta có thể soi khoảng anh Thành Lộc Vũ, nhưng mà ở đây anh Thành Lộc Vũ không có, anh Thành Lộc Vũ trùng sinh là con huyền vũ bậc SS rồi. Tất nhiên là chỉ số nó còn phụ thuộc vào của từng con pet nữa, nhưng bây giờ chúng ta soi thử một chỉ số như thần giáo nhá. Đấy, thần giáo đi. Đây con huyền vũ đây, các chỉ số như thế này. Nếu như bạn ấy trùng sinh SS thì nó cũng không tụt hơn nhiều đâu các bạn nhá, trùng sinh SS thì cũng không kém cái chỉ số của SS nhiều đâu. Chúng ta xem một con hỏa khuyển nào, hỏa khuyển. Và con huyền vũ này nó chỉ số tăng hơn con hỏa khuyển khoảng 100 điểm, nếu như bằng SS thì nó khoảng 50 điểm. Vậy thì nếu mà lắp con huyền vũ của ác này vô thì nó cũng tăng lên khoảng tới gần 18.000 cái này, 19.000 cái này, 19.900 cái này cũng tăng lên tới khoảng 19.800 và 19.800 mấy đấy chẳng hạn. Chúng ta xem qua cái gì nữa nhờ. Ấn này, ở đây về dàn ấn đi. Thanh niên này tẩy ấn cũng rất là chuyên nghiệp các bạn ạ. Như bạn nào nhìn thì mới hiểu, cái bạn ấy có cái ấn này bị trẻ xấu quá. Vâng, đây là dàn ấn của ác đấy đây. Thật ra mà về ấn này thì phải người nào hiểu về ấn thì nói các bạn mới hiểu thôi, cả các em chơi lâu thì có ba hoa bốn mép thì anh em không hiểu được. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu, các bạn coi thêm những live stream, những số live stream thì vừa coi mình vừa nói, hoặc là các bạn thể hỏi những người khác. Ok, chúng ta nhẫn thì bạn ấy sở hữu bốn cái nhẫn 10 tuổi cộng 8 đấy các bạn ạ, bốn nhẫn 10 tuổi cộng 8. Bộ thân thì mắc 50 rồi. Tất nhiên là các chỉ số của bạn ấy còn phụ thuộc vào cái danh hiệu nữa. Hiện tại mình không tiện show danh hiệu nữa các bạn nhỉ. Nói thẻ bài thì bạn ấy cũng lên tới cấp 79 rồi. Rất là cao luôn. Tầm nick warp thì mới là bảy mấy thôi. Nick này. Về các dòng như manh hóa hay là tiến hóa thì mắc hết rồi. Về những con phụ kiện thú thì bạn ấy còn thiếu mất con xe không, con siêu xe các bạn ạ. Con phụ kiện mới ra mà tối hôm qua mình có live stream đấy, nên là lực chiến bạn ấy chưa được mắc. Nếu như bạn ấy sở hữu con siêu xe nữa thì lực chiến của bạn ấy sẽ lên tới 1 tỷ 100 mấy chục triệu nữa. Và nếu như phong ấn được ngon thì bạn ấy có thể đạt tới cái lực chiến là khoảng gần 1 tỷ 2 các bạn, khoảng 1 tỷ đây. Chúng ta sâu vào trong top liên. Nếu như nick này phong ấn lại thêm một tí hộ giáp ấy. Nhưng mà đấy chúng ta dùng từ nếu thôi thì lực chiến của đấy cũng có thể tăng tới 1 tỷ 2 hoặc là 1 tỷ 100 bao nhiêu như kiểu anh Quáp ấy chẳng hạn. Rồi, nhưng mà bạn ấy chưa được nên chúng ta hiện tại cứ để lực chiến như này. Nhưng mà riêng về chỉ số nhá, trâu ngang với VIP 15 luôn. Hiện tại thì chỉ số như của nick Tiamu SSW này thì chỉ thua các chỉ số như của Triệu Vân, Thần Giáo hay là Scarlet các bạn ạ. Rồi. Chỉ thua xét lên server chắc là chỉ thua hai nick đấy thôi. Còn các bạn VIP 13 như Mai Anh này, còn một nick khá là trâu nữa đấy là nick đâu, nick Cố Đô này thì cũng khá là trâu này các bạn này. Nhưng mà riêng về chỉ số thì vẫn thua nick chúng ta đang cầm đúng không?
tốc độ ông thua luôn. Đây là nick VIP 12. Nick này nhẫn còn yếu này. Đây là nick VIP 12 còn cũng tương đối là chất các bạn ạ. Đấy mới chỉ VIP 12 thôi. Hiện tại thì có lẽ xét vào chỉ số thì con nick này mình chưa soi được mấy cái nick như kiểu nick Mai Anh, nick Ticker của bạn Lan Anh ở bên xe và gà con, không biết chỉ số như nào. Nhưng mà theo mình đoán thì cái nick này chỉ số khoảng hạng tư lên server, đứng sau ba top liên. Rồi chúng ta tham khảo qua về cái chỉ số, chúng ta xem thêm cái kho đồ nha. Đấy các bạn có thể tạm dừng để xem chi tiết kho đồ thứ thì bạn này cũng ok để thức tỉnh thức tiếc, thì bạn thức được hết những cái kỹ năng ngon của con các con pet rồi. Thức bất động, thức lông vàng, thức kim cang, hay là con huyền vũ này thức được mấy kỹ năng mình vừa đọc đấy, thức miệt thị rồi thức giáp gai đấy, mấy kỹ năng ngon. Hay là con này thức được thiên phú này. Ok, chúng ta cùng test một cái phó bản nhá. Mấy cái phó bản như bình thường mình hay đi thôi, vẫn như mọi lần mình nói chuyện thì vẫn mong muốn VNG chúng ta sẽ tăng cái độ khó của các loại phó bản mà chúng ta hay đi đấy, hoặc là có thể ra những cái phó bản mới với độ khó liên tục. Bây giờ mình sẽ test một cái phó bản, đây là phó bản thành phố trên không S4 luôn nhá. Chúng ta đi một mình thôi, không có ai búp đam, không có ai hỗ trợ gió gì cả, xem chúng ta có thể qua được hay không. Nếu như mà còn khoảng 700 cao su nữa bạn ấy sẽ lên được VIP 14. Nếu sau khi VIP 14 thì bạn ấy cắn một con phụ kiện vô thì lực chiến bạn ấy sẽ lên khoảng 1 tỷ. Ôi chết là búp nhầm rồi. Mình không búp trọng thương mà mình búp cái này không biết có pull chết được hay không đây. Vãi rồi. Cái này duy trì 2 turn à? Mình không có trọng thương rồi. Khả năng mình sẽ không búp được rồi. Không có pull luôn anh em ạ. Nó không chém mình là sao ta? Vâng, tiên sư bố con này. Không sao, mình sẽ xuyên giáp vào luôn. Mày xuyên giáp vào luôn. Mày có chết không mày? Vâng, vẫn chết các bạn, mày quá. Do mình búp không búp trọng thương mà bay kiểu gì nó lại không chém mình có câu, cho nên chúng ta bị delay mất 1-2 turn. Không sao, vẫn đủ giết con này. Chúng ta đợi đến con này người ta chỉ cho nó ăn một câu thôi, không cần phải xuyên giáp nó cũng chết được. Gió đang là gió xuôi đấy, bắn sang bên này nó đang là gió xuôi. Rất nhiều người hỏi mình là tại sao mà phải gió to là đam lại to, bởi vì nó có cái kỹ năng này các bạn này, cực hòa quyển có kỹ năng thiên phú cực nhạy với sức gió. Nếu như gió thuận 1.0 thì nó sẽ tăng 30% sát thương. B. Ok rồi. Cái này là thức tỉnh nha, còn nếu như không thức tỉnh thì nó vẫn là tăng sát thương như gió xuôi, nhưng mà nó sẽ bị giảm khi gió ngược. Đây thức lên chúng ta sẽ không có cái phần gió ngược kia. Gió bị về 3 mất rồi, biết bâu chết rồi hay không? Không chết là thua luôn đấy. Vẫn chết các bạn ạ. Bầu vẫn rất to luôn. Một cái phó bản cực kỳ khó nhưng mà chúng ta đi chỉ trong vài turn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tham gia một cái phó bản nữa các bạn. Lúc đấy thì mình đã thừa kế cái nick này một lần rồi. Bây giờ không biết là còn thừa kế hay không. Thôi có lẽ mình sẽ test những cái phó bản đấy ở một cái buổi livestream là sau nha. Bây giờ mình thử đi lên server để bắn nhau xem là các bạn ạ. Chúng ta sẽ test người cá và các loại phó bản khác sau. Bây giờ chúng ta đi thử bắn nhau xem. Hiện tại thì đang là buổi chiều theo giờ Việt Nam, cho nên là sợ các bạn ấy còn đi làm chưa đi về, không biết là có ai solo giờ này hay không. Mình đang cầm con hỏa khuyển các bạn ạ. Cầm con hỏa khuyển thì khả năng mình phải mang thêm thủ đi. Con hỏa khuyển này mà không mang thủ đi gặp pet khỉ nó đang phát chết luôn đấy. Hiện tại cái thủ ngon nhất ở gần đây chúng ta đấy là hộ giáp và cái miễn thương này các bạn nha. Các bạn cần phải lên hộ giáp, miễn thương, ma kháng đấy. Và đấy là ba cái mà tăng cái độ trâu lên cho các bạn. Tầm này sợ giờ này không có người thôi. Con huyền vũ này thì vài ngày tới nữa thì có thể chúng ta sẽ live stream mic này và gia hạn đồ thức tỉnh. Có thể là sẽ thức thêm để kiếm nốt cái nón pet, cái ở giữa này cho ác này. Một phía 13 là một đối thủ đáng gờm với tất cả các bạn top, từ nick như thần giáo Scarlet
Triệu Vân hay những leak VIP khác như Quáp, Cố Đô thứ rồi. Rồi. Đây là một con bot thì mình sẽ định bắn luôn. Ôi chưa chết rồi, mít mất rồi. Để cho bot nó bắn mình một cái đi cũng được. Xem nào. Ôi các bạn có thể thấy độ chính xác của bot nó bắn. Đó. Những cái pha bắn như này chắc là con bot này được cài đặt theo cái chắc là kiểu cài tool đấy, kiểu như vậy ấy. Nó mới bắn chuẩn như thế đúng không? Lúc trước thì mình trước khi làm clip này thì mình có đi solo một hai trận và bị bot đào gần chết anh em ạ, một cái vị trí rất là khó, nhưng mà rất tiếc mình không quay lại cho các bạn được cái clip đấy, làm cái đoạn đấy nó đào kinh lắm các bạn. Nghĩa là lúc nào nó thích bắn chúng thì nó bắn cực kỳ là chuẩn luôn, còn lúc nào nó không thích thì nó bắn thì thôi rồi, ngu người luôn. Rồi mình sẽ đam nó luôn nhá. Chúng ta sẽ bắn cẩn thận hơn. Chỗ này là chúng ta sẽ bắn góc 50. Áp dụng luôn cao thấp nhá, cao thấp chỗ này ra cao hơn 2 và trừ 2 lực. Khoảng cách xa ra là còn được 38, 38 trừ 2 là 36. Thật ra là bản thân mình thì sẽ chán ghê thiệt anh em ạ. Nó đầu óc cái kiểu gì đấy. Mình xin lỗi các bạn. Chỗ kia nó chỉ là cái clip này bị lỗi ở quả này quá nhiều không sao. Đây chỉ là con bot thôi, không phải là người. Mình tính sai cái gì rồi. Nhảy vớ vẩn này bị bot nó đào chết đấy. Nó cầm pháo thì không đào chết được. Thành điên. Mày giết nó nha. Quả này mà bắn mít đây thôi, không chơi gân đi nữa này. 72.000 máu. Nó 720.000 chứ nhỉ. Ta sẽ solo thêm một trận nữa để xem có ai không. Hôm nay chủ yếu là mình show cho các bạn coi qua về chỉ số. Nếu như các bạn muốn coi click này đi chiến đấu xem có thể solo ngang ngửa hoặc là mạnh hay là yếu hơn các top liên khác thì các bạn có thể comment phía dưới nha. Mình sẽ làm một cái livestream riêng để chúng ta on click này đi solo hoặc là đi vua gì đấy. Cặp đấu của bạn SSW Tiamu này đấy chính là bạn Thanh Hằng, một click với chỉ số bình thường thôi nhưng đam rất là to luôn. Đâu nhỉ? Đây. Đây là một click cũng là một đối thủ kinh khủng đấy các bạn ạ. Click này do bạn ấy phong ấn các thứ, đam rất là trâu luôn. Rồi chúng ta buổi chiều này không có đối thủ nào rồi. Chúng ta sẽ kết thúc clip ở đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Ồ. Này gặp bot rồi. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Thiên sư con bot này. Được thì tối nay hoặc tối ngày mai ngày kia thì chúng ta sẽ on nick này đi chí tôn chẳng hạn đúng không các bạn nhỉ? Là một series đi chí tôn cho nick Tiamu này nhá, với một con huyền vũ và con khỉ. Bye bye, xin chào hẹn gặp lại. Các bạn nhớ like clip cho mình nhá.